Uống cà phê cũng hết ha. Kệ đi anh. Nhưng cái giá trị. Cái gì mình có lỡ muốn làm chuyện gì đó nó đòi hỏi lớn quá. 140 có giá trị nghe anh. Bỏ cả sới rồi sao? Thôi ơi, để gì. Cũng mấy lớn chạy một kiện. Rồi, vậy thì lấy 125. Ở nhà có cu ta hả? Có mấy cài anh nè. Gì hả? Gì? Cái này là cho mình là mua không cần chặt. Không. Như mua trả góp hay gì? Đúng rồi. Công ty Nhật có bán anh. Mà bữa nay hết hạn rồi. Đầu tháng 10 tính tiếp. Mà không có thấy người quay lên á. Bán mấy chiếc rồi? Dạ. Có gì có.